Trạng trình Nguyễn Bình Khiêm và lời sấm cho cây quạt. Ngoài để lại những câu sấm truyền vô cùng ly kỳ mà đến hiện nay vẫn còn ứng nghiệm, thì đối với dân gian, giai thoại về ông có lẽ là nhiều nhất trong các vị trạng nguyên thời bấy giờ và được mệnh danh là nhà tiên tri, vị thánh sống. Thế nhưng có lẽ vị thánh này nên được phong thêm là cây hải nhân dân nữa bởi câu chuyện hề hước sau đây. Chuyện kể rằng, có một hôm ông đi ra chợ mua được cây quạt mới và về nhà thì ông quyết định là gieo quẻ cho cây quạt này. Quẻ rút ra được là 3 ngày sau thì chiếc quạt sẽ chết. Ông thấy kỳ lạ về quẻ bói này, vì quạt thì làm nào mà chết được. Thế cho nên ấy, là ông đã quyết định treo chiếc quạt này ở ngay đầu giường mà ông hay nằm. Xong rồi ngày nào cũng thế, cứ thức dậy là ông ngồi nhìn cái quạt, vì ông muốn xem là chiếc quạt nó sẽ chết như thế nào. Sau 3 ngày, khi mà vợ của ông thấy rằng là cứ ngày nào ông cũng ngồi ngẩn ngơ ngắm cái quạt, mà nhìn chăm chú giống như là các thanh niên đang ngắm phải cô gái đẹp vậy, ngồi đần ra ngắm từ sáng cho đến tối, từ ngày này qua ngày khác. Thế là bà vợ mới nổi cáu lên và lao vào xé chiếc quạt. Lúc này thì Trạng Quỳnh mới cười phá lên và nói rằng là ồ, hóa ra chiếc quạt nó chết như thế này. Snoop Dogg.